Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thật tình mà nói, giữa cái cuộc sống phồn hoa xã hội bây giờ thì có rất ít những cái vị chân tu. Thật tình mà nói, những cái người mà mượn đạo tạo đời thì rất là nhiều, nhưng mà các vị chân tu một lòng vì đạo Phật, một lòng tu để mà giải thoát thì phải nói đếm trên đầu ngón tay. Có những vị trẻ, có những vị sư trẻ tu chân chánh thì chúng ta biết được bao nhiêu người, ví dụ như là thầy Pháp Hòa hay là sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo, hay hoặc là một số sư nữa, sư Minh Niệm vân vân, một số sư nữa có rất là ít, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ trên mạng xã hội bây giờ rất là nhiều các vị sư họ mượn đạo tạo đời. Thật tình mà nói ra nghe, nếu chúng ta tin ý là chúng ta nhìn biết ông sư đó ông tu thật hay là ông tu giả biết liền. Nếu mà ông sư nào mà ông tu thật á, thì ông không bao giờ chấp cái hình tướng. Còn cái ông sư nào mà tu giả thì ông tu vào cái hình tướng là nhiều. Ông đi ra ngoài là phải có bảo vệ nè, rồi là phải có đồ trang sức nè, rồi phải đi xe sang nè, và ăn thì những cái nhà hàng chay phải là được nổi tiếng này kia kia nọ, thì những vị sư đó không bao giờ là tu chân chánh. Bởi vì cuộc sống tu hành đó là đi đến một cái cuộc sống nó đơn giản nhất, không cần phải hưởng thụ, bởi vì tất cả vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị đó là cái mối của họa. Con người ta thích hưởng thụ thì đâm ra cái sự ham muốn nó càng cao á, thì chúng ta dễ gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên bây giờ những ông sư nào mà ông mượn đạo tạo đời thì chúng ta nhìn chúng ta biết ngay, không cần phải là phải khảo như thế nào hết. Còn bây giờ Tâm sẽ mời tất cả mọi người nghe hai cái vị sư này nói giữa cái thời buổi này những người tu tập như thế nào, thì chúng ta cùng nhau đánh giá nha. Mời tất cả mọi người. Bây giờ mấy cái chùa chiền tịnh xá rất nhiều, nhưng mà có phải là xuất gia không? Không, còn hơn đời nữa. Tôi nói là tôi hơi sợ, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Xuất gia thì phải không tiền, không bạc, không chùa, không chiền, đơn giản, sống cuộc sống thật là đơn giản. Chỉ vậy, đặng để thì giờ mà tu tập. Đằng này chùa to, cột lớn, rồi tiền bạc nhóc hết, rồi sơn phết sửa soạn mấy chục tầng lầu. Ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, gì ông nói bự đồ sổ, có tỷ tỷ không. Mà trong lo lúc đó người Phật tử, người dân nghèo chết luôn. Đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mạng. Thì chúng ta thấy là đi ngược. Thời Phật Thích Ca còn tại thấy có thờ cái gì đâu. Thờ cái gì đâu. Thì vô là lại Phật thôi, mà lại Phật là lại Pháp. Phải nghe Pháp, phải hiểu Pháp. Tệ hơn con nữa. Một ông nào cũng vậy hết trơn, mình vơ đũa cả nắm sao. Nói thì đúng rồi, mấy sai. Có giờ nhiều xưa bây giờ không có tu. Mà tu cũng không biết làm sao tu nữa. Tối ngày là đi Phật sự cả đống. Kéo một đám đi quỷ lão như tôi vậy. Mà bên trong không biết có chứng đắc gì không. Giảng khao thao vậy mà không biết có sống được không. Mà mình làm sao biết vị tăng đó là thiệt. Làm sao biết cái nào là Đức Phật thiệt. Làm sao Đức nào là Đức Phật giả. Còn làm sao Pháp nào là Pháp của Phật, Pháp nào là của ngoại đạo. Trong kinh có dạy hết. Mà quý vị làm sao có nổi. Thì phải nhờ mấy ông Tăng, mà Tăng là thật sự, ông Tăng rất là đơn giản, sống rất là rộng, sống rất là rủi rãi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không giữ một món gì hết. Ông không dính mắc cái gì hết, thì ông còn mình, ông ngồi thiền tối lại. Hồi tỉnh xá có rụt rịch tiệt kệ, mày vô mày lấy, có cái gì đâu lấy. Ông Phật bằng xi măng, cửa không có cửa đóng đâu, có gì quý chuông vậy, bằng đồng mà gì lấy nó trọi hết, còn cái gì nữa. Yên tâm. Còn dính mắc vào tiền bạc tài sản thì chết, còn cái gì nó lấy thì mai Phật tử đem vô cúng nữa, không cúng thì thôi. Tôi mấy cái lư hương đó bằng đồng nó lấy mất hết, mai đem vô mấy cái lư hương bằng gì đó, bằng sành bằng gì cũng tốt à, nó cũng lấy luôn. Tôi biểu đừng đem, Phật tử cứ mua, nào mua thì cứ mất, tôi không có giữ. Tôi nghe rụt rọt thì thôi. Còn cái gì nó khiêng cũng nổi, nó cho hay, mình khiêng dùng nó ra ngoài cổng cho nó khỏe. Tôi thấy mấy vị cao tăng vậy đó, thường thường lấy chùa nó lấy không nổi là mấy ngày khiêng dùng nó ra. Chứ mình rượt mình la nó đập mình chết.
mình khiêng nó cảm ơn mình. Thì có ông thầy chùa vậy, ông ngồi tụng kinh đó, cái thằng cốt nó vô nó lấy cái dao nó lụi cái lưng ổng, tìm đâu chìa khóa mở tủ tìm đâu, ông nói trên bàn thờ chỗ Phật, chỗ Phật Thích Ca ngồi á. Ông lên đó ông mò được cái sâu chìa khóa, ông đeo mở tủ ông lấy hết, ông lấy trả chìa khóa cho thầy nè. Ông thầy có một mày không cảm ơn hả, không biết nói hai tiếng cảm ơn sao. Ông quay lại còn cảm ơn thầy. Thật lòng mà nói á, Tâm rất là ngưỡng mộ hai cái vị sư này dám đứng lên nói sự thật. Bởi vì thật tình mà nói bây giờ đó, họ chỉ tu về vật chất thôi, họ tu về cái hình thức thôi, chứ không có tu cái nội tâm bên trong. Nếu mà những người mà thực tự tu á, là họ không bao giờ dùng tới tiền tài vật chất. Hoặc là ông nào cũng bây giờ tu á, là ông nào cũng muốn lên cái chức trụ trì, hay là cái chức ban chỉ sự của một tỉnh nào đó, hay là như thế nào đó. Thì những người này tu, tu là cái gì? Đúng là phải là danh vọng không? Là địa vị không? Cũng giống như người đời vậy thôi, từ phó chủ tịch mà nâng lên tới chủ tịch, đúng không? Từ giám đốc, phó giám đốc mà phải phấn đấu làm sao cho lên giám đốc, thì cái đó là ông ngoài đời. Thì còn ở trong tu học, còn ở trong đạo Phật, mà những người nào mà họ còn nghĩ như vậy nữa, thì tôi dám khẳng định rằng những người đó không bao giờ giải thoát. Bởi vì những người tu như vậy là họ tham lam, họ còn tham lam, mà đã còn tham lam thì không bao giờ mà hướng được cái đạo Phật nó trong sáng, nó vi diệu được cho chúng sanh. Chính con người của họ còn tham lam thì làm sao mà họ hướng dẫn được các Phật tử tu để mà giải thoát được. Như hai vị sư vừa rồi, một là vị sư Thích Giác Khang, còn vị sư kia thì có lẽ là mong mọi người cho mình biết vị sư kia là ai nha. Hai vị sư này phải nói rất là dũng cảm, dám đứng lên nói sự thật của hiện tại ngày nay. Bây giờ đó là tu là phải nói là rất là nhiều, nhưng mà có bao nhiêu người dám tu với sư Minh Tuệ? Bây giờ tu thì rất là dễ dàng, đúng không? Vô chùa cạo đầu rồi học kinh học pháp, rồi người nào mà giảng pháp được hay, hay hoặc là như thế nào đó lo lót như thế nào đó, thì được nhảy về một cái chùa nào đó làm chủ trì, hay hoặc là có một cái đại gia nào đó xây một cái chùa xong mời anh ta về làm cái chức chủ trì. Có rất là nhiều chùa bây giờ có rất là nhiều của những đại gia, nhưng mà chúng tôi không tiện nói ở đây nha. Học Phật pháp rồi này kia một thời gian gì đó, rồi có một cái người đại gia nào đó mở một ngôi chùa, xây một ngôi chùa, cái đó mời các ông này về làm chủ trì cho nó hợp lệ, coi như là hình thức như là hợp thức hóa đó, rồi bắt đầu là thao túng tâm lý của tất cả người dân để hốt tiền. Một là ông chú chị này, hai là cái sân sau của một đại gia đó đứng. Tôi đã biết cái chuyện này rất lâu rồi, chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà thật tình mà nói, lúc đó tôi cũng rất là ít người nói, cho nên tôi cũng không dám nói. Bởi vì trước đây có một anh Việt Kiều Mỹ về bàn với Tâm là nói: Tâm ơi, anh với em bỏ ra một số vốn rồi đó xây cái chùa, bây giờ anh thấy chùa làm ăn được quá. Anh vừa nói thì Tâm chỉ cười thôi, chứ còn vợ anh ta nói: thôi anh làm gì tội lắm. Một cái người Việt Kiều Mỹ mà họ đưa ra một cái bình luận như vậy, họ đưa ra một cái ý kiến như vậy, thì quý vị biết là họ là đã biết được như thế nào, họ biết kinh doanh chùa là như thế nào rất lợi. Chỉ bỏ ra xây cái chùa thôi là kinh doanh suốt cuộc đời luôn, không cần phải vốn liếng gì nữa hết, cũng không cần nhân công nhân viên gì cho tốn tiền. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, tu như vậy đó thì làm sao hướng dẫn được chúng sanh giải thoát? Ngày xưa Đức Phật có tất cả kìa quý vị. Ngày xưa Đức Phật rất là giàu, dòng dõi của Đức Phật là dòng dõi của hoàng tộc. Nhưng Đức Phật nhìn thấy chúng sanh quá nhiều đau khổ, quá nhiều tham sân si, trong đó có sanh lão bệnh tử, rất sợ hãi. Nếu một con người bình thường, ai không sợ chết hả quý vị? Ai cũng sợ chết hết. Cho nên Đức Phật nhìn thấy được chúng sanh quá nhiều đau khổ, cho nên ông từ bỏ tất cả những cái ngai vị của mình,
để mà đi tìm một cái con đường giải thoát giúp chúng sanh thoát cái nỗi là sợ hãi của sanh lão bệnh tử. Và cuối cùng thì Ngài đã thành công và để lại cái đạo Phật cho chúng sanh sau này sống buông bỏ, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, tu ở cái tâm, quán chiếu ở cái tâm. Cái thân này là cái thân của tứ đại, chúng ta tu là ở cái tâm, tất cả những cái tham sân si đều cái tâm nó khởi ra. Cái thân này là do cái tâm nó điều khiển, cho nên là tu là ở cái tâm. Còn cái thân này không có gì phải tu hết, chúng ta muốn ăn ngon thì cũng cái tâm nó khởi ra, chúng ta muốn mặc đẹp thì cái tâm nó cũng khởi ra. Chứ còn cái thân này là cái thân của tứ đại, mình mượn mà, mình mượn của tứ đại mà, đất nước gió lửa mà, không phải cái thân này không phải là của ta. Cuối cùng rồi cái thân này cũng sẽ trả về cho đất mẹ, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó sẽ còn mãi. Cho nên á, tại sao mà bây giờ một số người á, họ tu sai, họ tu bậy, họ mượn đạo họ tạo đời, nhưng mà mình gọi họ là ma tăng thì họ sân lên. Nếu một người nào mà tu chân chánh mà nếu mà người ta gọi mình như vậy đó, mình phải xem xét lại người ta nói như vậy có đúng hay không, người ta nói như vậy mà mình có hay không. Mình quán chiếu lại cái tâm của mình, mình có sai cái gì chưa, mình có làm bậy cái gì chưa. Lúc đó đó người ta gọi mình ma tăng. Nếu mà mình thật sự mà nói mình sân lên, mình tức lên, đó là con ma sân si. Cũng giống như người đời vậy thôi. Nếu cái người nào mà làm ác thì nó thằng đó thằng quỷ, thằng ma, hoặc là như thế nào đó, thằng đó thằng ma vương hay như thế nào, bình thường. Còn trong tu hành cũng vậy, nếu mình tu không tốt, mình làm không tốt thì người ta gọi mình là ma tăng, đó là cái chuyện bình thường, đừng bao giờ nên giận. Thật lòng mà nói nha, đạo Phật rất tốt cho nhân loại. Ở đâu mà biết yêu thương, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết nhường cơm xẻ áo với nhau thì ở đó có đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là một chân lý, là một trí tuệ, là một đạo đức sáng ngời. Cho nên chỗ nào mà có đạo đức, có trí tuệ thì nơi đó có đạo Phật. Nhưng mà bây giờ mấy ông này ổng đi tu, ổng biến cái đạo Phật thành một cái đạo tham lam, cái đạo trục lợi. Bây giờ đâu có còn ai chịu tu khổ hạnh nữa đâu, đâu có còn ai mà tu mà chịu nghèo khổ nữa đâu. Cái chùa nào tu nghèo á, nghèo một chút á, người ta tu người ta không nhận tiền cúng dường cúng vàng gì đó, nghèo một chút người ta tu đơn giản đơn sơ nhất thì họ nói ôi trời, cái chùa đó tu cái gì, chùa đó không linh, không có Phật nào linh. Nói cho tất cả mọi người nghe nè, cái tượng Phật chứ không phải là ông Phật ông ngồi trong cái tượng đó đâu. Cũng như là các cái tượng của các vua Hùng Vương ngày xưa gì đó quý vị. Bởi vì các đời vua Hùng Vương là có công dựng nước, thì bây giờ người ta nhớ cái ơn đó, người ta đúc một cái tượng vua Hùng Vương để mà người ta thờ trong những cái đền thờ của vua Hùng. Đúng chưa? Thì chẳng lẽ bây giờ ta thờ cái tượng đó là có vua Hùng Vương đang ở trong cái tượng đó? Đâu có phải như vậy đâu. Rồi sau này ví dụ như là Bác Hồ có cái công là giành lại cái nền độc lập cho dân tộc Việt Nam chúng ta, thì bây giờ chúng tất cả mọi người người ta yêu kính Bác Hồ, người ta làm một cái đền thờ của Bác Hồ, rồi bắt đầu người ta đúc tới tượng Bác Hồ, người ta để trên đó ta thờ, ta nhang khói ngày đêm. Chẳng lẽ bây giờ Bác Hồ cũng đang ở trong những cái đền thờ đó hay sao? Thì Đức Phật ngày xưa người ta cũng cảm ơn Đức Phật đã để lại một cái đạo Phật, để lại một cái chân lý, một cái triết lý sống thật là vĩ đại cho cả cái nhân loại. Thì cho nên là người ta mới đúc cái tượng để người ta thờ cái tượng Phật đó. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta nghĩ cái chùa lớn, cái Phật to thì chúng ta đến đó chúng ta lại rồi chúng ta được là được cầu xin tất cả. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Tượng nào thì cũng giống như tượng nào mà thôi. Tượng các vua Hùng Vương thì cũng giống như tượng của Bác Hồ tôn kính của chúng ta. Rồi tượng Đức Phật thì nó cũng giống như các tượng kia mà thôi, chứ không có gì khác.
Cho nên đừng bao giờ suy nghĩ chúng ta đến một cái chùa đó thật to, thật lớn, chúng ta lạy, chúng ta xin thì nó mới ứng nghiệm. Chứ còn những cái chùa nhỏ nhỏ thì liệu đó xin không có ứng nghiệm. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Chúng ta tu, chúng ta tôn kính bất cứ cái gì thì từ ở cái tâm thành của chúng ta, đúng chưa? Cho dù chúng ta đứng giữa trời, chúng ta lại Phật hay hoặc bất cứ một người nào, nếu mà tâm chúng ta có Phật thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng có Phật. Chúng ta vô rừng cũng thấy Phật, là ở một cái bãi tha ma chúng ta cũng có thấy Phật mà, hay hoặc là ở trên biển đảo nào đó chúng ta cũng vẫn có thấy Phật. Còn nếu như tâm chúng ta không có thấy Phật, bây giờ chúng ta có bay lên trời đi nữa, chúng ta cầu nguyện cũng không bao giờ thấy Phật. Hay là chúng ta vô một cái ngôi chùa nào đó thật to, thật lớn thì chúng ta cũng không bao giờ thấy Phật. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, ta và các con đều ngang nhau, mỗi người đều có Phật tánh. Lạy nhau là lạy tôn kính với nhau, lạy với nhau là lạy cái Phật tánh của mỗi người. Cho nên mấy ông này không phải là ông không biết giảng pháp đâu, những cái ông mượn đạo tỏ đời không phải là ông không hiểu cái đạo Phật đâu. Nhưng mà nếu như mà ông đi đúng theo những cái gì Phật dạy, những cái gì Phật truyền lại, thì chắc có lẽ là bà con người ta không mê tín. Mà bà con người ta không mê tín thì mấy ông này làm gì có xe sang để đi, có biệt thự để ở. Cho nên thà là chúng ta đi làm thuê, làm mướn để chúng ta tìm cái đồng tiền, để chúng ta kiếm cái đồng tiền mà chúng ta nuôi thân. Chứ đừng bao giờ mượn cái đạo Phật, đừng bao giờ lừa gạt chúng sanh như vậy. Ở ngoài đời phải nói kiếm những cái đồng tiền phải nói rất là vất vả. Không tin quý vị cứ đi ra làm thử xem, rất là vất vả. Người ta cúng tiền tam bảo, người ta cúng dường tam bảo là để quý vị phát huy cái tam bảo đó ngày càng phát triển mạnh hơn, để cho dân chúng người ta đến, người ta tu tập, người ta học hỏi đạo Phật, ta học hỏi kinh sách. Chứ không phải người ta cúng vô đó rồi để mấy ông ăn không hết rồi mấy ông đem đi hưởng thụ. Mấy ông làm những cái chuyện phải nói hết sức là thất đức, thì làm sao cái đạo Phật nó còn tồn tại được hả mấy ông? Mấy ông có thật lòng tu với đạo Phật hay chưa? Tại sao những cái bậc trưởng lão người ta nói là mấy ông không có nhìn nhận được bản thân của mấy ông? Phật có khắp mọi nơi, Phật ở trong tâm, và Phật có khắp mọi nơi, không phải Phật ở trong chùa đâu. Nếu mà trên đời này, tôi nói thật nha, nếu mà trên đời này có một vị Phật nào đó đang là lơ lửng ở đâu đó mà dòm xuống chúng sanh đó, thì tôi tin chắc rằng ông Phật ông cũng tìm đến những cái ngôi chùa mà nghèo nhất, khổ nhất, và những cái nơi nào mà khổ nhất á, Phật cũng ngự ở đó, chứ không bao giờ Phật ngự cái chùa to Phật lớn đâu. Bởi vì ông ngự ở trên chùa to Phật lớn như vậy đó mà ông nhìn thấy cuộc đời nó còn quá nhiều đau khổ, chúng sanh nó quá nhiều đau khổ, thì làm sao ông ngồi yên ở trên chùa to Phật lớn được hả quý vị? Người ta đã nói rồi, rất là nhiều các bậc chân tu người ta đã nói rồi, đạo Phật là một con đường dẫn chúng ta đến giác ngộ, tìm con đường để giác ngộ và giải thoát. Mà bây giờ Phật đã vạch ra con đường như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta tự đốt đuốc mà đi. Chúng ta đừng bây giờ vô chùa mà cầu xin bất cứ cái thứ gì hết. Phật không bao giờ cho đâu. Phật chỉ cho chúng ta lòng tin. Đạo Phật là để chúng ta gửi gắm cái tâm hồn của chúng ta, gửi gắm cái niềm tin chúng ta. Mỗi một con người chúng ta tâm hồn ai cũng yếu đuối hết. Mỗi lần gặp chuyện không biết nhờ vả ai, thì nhờ vả vào Phật và Bồ Tát để mà cứu gọi cái linh hồn yếu đuối này chúng ta vượt qua bao nhiêu trở ngại. Chứ đừng bao giờ nghĩ sau khi mà tôi cúng Phật về rồi cái đầu là tự nhiên tôi ngồi không đó mà tôi có tiền tôi ăn, hay là từ trên trời rơi xuống, hay hoặc là tôi được thăng quan tới chức. Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Đạo Phật chỉ giúp cho con người ta sống tốt, sống biết yêu thương, biết chia sẻ, và con đường cuối cùng là hiểu được đạo và giải thoát, gọi là giác ngộ và giải thoát. Cho nên mong rằng mấy thầy cũng đừng bao giờ mượn cái đạo nữa. Quá nhiều, quá lâu rồi, mấy ông đã tiêm nhiễm quá nhiều rồi,
quá, phải nói là làm cho Phật tử chúng sanh phải nói rất là hoang mang rồi. Cho nên bây giờ cầu mong một lần nữa, tâm sinh cầu mong tất cả các thầy nên thức tỉnh, truyền cái ánh sáng Phật Pháp, truyền cái đạo Pháp nhiệm màu của Đức Phật cho tất cả mọi người. Chứ đừng bao giờ mà tiêm nhiễm của Bà La Môn hay là Đề Bà Đạt Đa cho tất cả mọi người, thì phải nói rất là tội nghiệp cho những chúng sanh mà người ta còn chưa am hiểu nhiều lắm. Họ cứ tin vào là đến chùa xin là sẽ có, xin là sẽ có. Nhưng đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tất cả nghiệp hay phước là do chúng ta tạo, mà chúng ta vô chùa chúng ta để giải nghiệp thì cũng không bao giờ được, mà phải chính chúng ta là cái người giết cái nghiệp đó đi thì nó mới hết. Chứ còn nếu mà nói là tôi tạo nghiệp và tôi vô chùa tôi giải nghiệp, tôi xin cái hết, tôi được giải nghiệp hết là không bao giờ có cái chuyện đó. Nghiệp tự chúng ta gây ra thì chúng ta tự giải. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật cũng là người bình thường thôi, khi mà nhập diệt rồi thì người ta mới tôn ông là Phật thôi, chứ ngày xưa ông cũng giống như người bình thường chúng ta. Nhưng mà trí tuệ ông là siêu việt, ông hiểu hết, ông hiểu toàn cả quy luật của vũ trụ này. Một người phải nói rất là siêu việt mà nhân loại có thể khó kiếm được một người như vậy, thì người ta tôn trọng ngài, người ta tôn sùng ngài là Phật. Thì bây giờ đừng bao giờ mà suy nghĩ lệch lạc là Phật sau này sẽ cho ta tất cả. Một lần nữa tâm xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc, và cảm ơn nhiều.